Nha tắm Diệu Kỳ. Xin chào tất cả các bạn. Yeah. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Chị Hai Bé Xíu. Để xem thử là hôm nay chúng ta sẽ khám phá điều gì đặc biệt nha các bạn. Ủa, sao lại có tiếng khóc từ nhà Baby vậy nhỉ? Nào, mình cùng đi xem nhé. Không chịu đi tắm đâu, em sợ nước lạnh lắm, em không tắm đâu. Chị Baby ơi, trời lạnh lắm, em không tắm đâu. Thôi nào Jessie, đừng nhõng nhẽo như vậy nữa chứ. Nếu như em không tắm thì người em sẽ dơ lắm đó. Chưa kể em còn bốc mùi nữa, thì đó sẽ không ai chơi với em đâu Jessie à. Không, không, dù người em có bốc mùi thì chị Baby vẫn chơi với em mà, phải không chị? Không đâu, chị sẽ không chơi với những người nào ở dơ, không chịu thường xuyên tắm đâu. Vậy là nếu như em không tắm thì chị Baby sẽ nghỉ chơi với em sao? Em không chịu, em không chịu đâu, em không chịu đâu chị Baby ơi. Vậy thì em phải tắm nhanh lên nào. Em phải nghe lời chị thì chị mới thương và chơi với em chứ Jessie. Nhưng mà nhà tắm rất là chán, không có gì thú vị hết á. Em ghét nhà tắm lắm, em không chịu tắm đâu. Jessie ngoan à. Vậy thì chị sẽ giới thiệu với em nhà tắm siêu Diệu Kỳ. Chào mừng Jessie và các bé đã đến với nhà tắm siêu Diệu Kỳ. Nào, chúng ta cùng nhau tham quan nhé. Đầu tiên là những chiếc bàn có gương nè. Các bạn ơi, chúng ta có thể ngắm nhìn mình trong gương nữa đó. Và đây là một chiếc bậc tam cấp để cho các bạn nhỏ như Jessie bước lên nè. Wow, ở bên này có một cái bồn tắm thiệt là to nè các bạn ơi. À, bên trong có một chú vịt màu vàng rất là dễ thương nữa nè. Jessie ơi, bồn tắm bự thiệt bự như thế này thì em có thể nhảy vào bên trong và bơi nữa đó. Chị mới phát hiện ra nha, ở bên dưới này có một tấm thảm màu hồng rất là dễ thương nè. Tấm thảm này là để cho chúng ta sau khi tắm xong bước từ trong bồn tắm này ra, chúng ta sẽ dẫm chân lên trên đây để cho chân mình khô và tránh trường hợp là mình bị trượt chân té trong nhà tắm đó các bạn. Để xem ở phía trên này mình có gì nào. Mình có kem đánh răng cho Baby nè. Mình có dầu gội đầu, có sữa tắm nữa đó. Wow, phía trên này có 3 chiếc ly thiệt là đẹp nha. Màu hồng nè, màu trắng nè, màu xám nè. Kèm theo đó là 3 cái bàn chải đánh răng cũng cực kỳ dễ thương luôn. Để chị sẽ lấy ra cho các em xem nha. Ôi da, rớt rồi. Không sao, không sao. Đây, cái bàn chải của mình cực kỳ đáng yêu luôn nè. Màu hồng, chị rất thích màu hồng nha. Có vẻ Baby của chúng ta cũng rất là yêu màu hồng đó. Còn đây là bàn chải màu tím. Đây là bàn chải màu xanh nè. Ồ, phía bên đây có một cái ngăn để mình đựng khăn tắm nè. Đây nữa, quá trời khăn tắm luôn, rất là đẹp. Các bạn ơi, sau khi tắm xong, mình nhớ lấy khăn tắm lau người nha. Ồ, cái gì đây? Một cái bồn vệ sinh cực kỳ dễ thương luôn. Có cái nắp màu hồng nè. Đó, sau khi mà chúng ta đi vệ sinh xong, các bạn nhớ những cái nút ở phía trên này, những nút xả nước cho sạch bồn cầu nha. Ồ, hình như chị phát hiện ra ở bên này chúng ta có một cái gương nữa, rất là đáng yêu đúng không nào các bạn? Ở bên dưới đây là có những cái ngăn để chúng ta đựng sữa tắm nè, nước hoa nè, rất là nhiều chai lọ khác nữa. Wow, chị Baby ơi, thật là thú vị. Em muốn sử dụng nhà tắm này liền, ngay bây giờ luôn. Từ từ nào Jessie. Đầu tiên em phải mang dép vào đã. Dạ. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đánh răng nha. Jessie à, em thích bàn chải màu gì? Dạ, em thích chiếc bàn chải màu hồng. Em thích màu hồng. Được rồi, vậy thì chị sẽ dùng chiếc bàn chải màu xanh.
cả hai chị em mình cùng đánh răng nha. Em đánh răng xong rồi, bây giờ em muốn đi tắm nè. Em muốn đi tắm chị baby ơi. Được rồi, em hãy thay đồ và vào bồn tắm đi nè. Thích quá chị baby ơi. Em có cả một chú vịt tắm chung với em nữa nè. Thích quá. Một con vịt sẽ ra hai cái cánh. Nó kêu là cắp cắp cắp, cắp cắp cắp. Thích quá, thích quá chị baby ơi. Chị baby, chị vào tắm chung với em đi chị baby. Thăm trường cũ, mình phải xin chữ ký của cậu mới được đó. Chúng mình phải